Anh gửi cho Lâm ơi, Lâm ơi. Có cái ấy hả? Để anh
kịp cho nghe hồ sơ khi đâu không bằng anh không có cái chứng chỉ đấy. Kiểm tra xem nó có cái chứng chỉ còn không? Cái bằng mà có lớp đỏ là chụp cho nó vuông là nhưng mà chụp méo mó chụp cho nó gọn gàng là chụp cho nó vuông là đi rồi cho cái chỉ thôi cứ rửa kia chứ. Đứa trai xin cái hồ sơ tư vấn lại cơ chế xin cho cái mới nhất để anh làm cái hồ sơ mời thầu cái gì cái hồ sơ mời thầu tư vấn mới nhất thì anh lấy để đi chuyên là để đi phổ thông chuyên cái gì đâu chúng có hai đề đề là đề thi chuyên và một đề là đề phổ thông lấy nào bây giờ thì bây giờ có dạng như thế này nhưng mà mình chủ đầu tư xong là thuê một thằng đơn vị tư vấn nó làm cái này thì đúng rồi với khách cũng tạm biệt em ở trong á cái đề nó là nằm trong còn biệt thôi nhỉ. Cái mới nhất theo cái công văn 11 hay cái gì đấy 13 hay 11 gì đấy đó mà đề loại nào để cứ đưa cho anh em bảo một cái này là về địa hình khá là tiền anh về anh làm cái mô đó anh có cái sườn của chú anh về anh cái mô của anh là được anh sườn của em thì của anh hả à. Cho cả cái gì cái mô này của chú luôn chứ không bao giờ sẵn sàng lại một chút nữa anh em xin anh em nó cho cái này còn nặng chứ không phải đưa cái kia nào về lớp nó phải đưa chương trình đầu tư phải phê duyệt cái hồ sơ mời thầu với những gì mà đúng không? Đầu tư làm nhưng vẫn chỉ đưa cái này hồ sơ mời thầu đấu thầu này cái hồ sơ mời thầu đấu thầu này thì cho mình cái thằng thuê thằng tư vấn mình về chủ đầu tư thuê một thằng tư vấn làm rồi ví dụ mình nó chỉ đưa anh chỉ đưa cho chủ đầu tư muốn này thôi còn cái thằng trình duyệt đó là thằng chủ tư chính chủ tư tư chính chủ tư trình ai ở đâu đầy đủ hết rồi còn trình ai nữa
anh mình trình chủ tư phê duyệt, anh phải có quyết định phê duyệt. Thì đấy, bây giờ cái thằng coi như là anh đang làm cho thằng tư vấn, anh coi như là anh làm cho thằng này, nên là tất cả anh phải làm hết soạn sẵn cho nó hết, nó chỉ phải ký thôi, để nó trình được chủ đầu tư ký thôi, chú hiểu không? Thì anh một bộ đấy luôn, mấy cái tờ trình, mấy cái business, mấy cái gì đó, chú cho anh một bộ đấy luôn. Có mấy nhiêu mà nhiều đã hết đâu mà nhiều. Đi đâu vậy đấy? Không, ở dùng cống này, đồng chí bác sĩ. Đi học thạc sĩ cái đường quan thai hả? Quan thai. Không cách hành lời. Khác cái hả? Người bên nhau hả? Thứ hai này đi, khác định vị trí chắc là mặt to, mặt đồ luôn ấy. Suốt ngày đo mà từ năm ngoái này còn đo. Cái dao đó thì mình đo không được đâu mà đo. Rẻ nó làm khó được tí. Meo đi, nhiều quá, không được. Nhắn lại meo cho nó đấy. Lại hả? Không cho vào đây, không cho vào đây. Để lại đến lúc mình phải để lại. Chịu, hiểu mà. Mang cái gì vô?
ai nhìn ngon. Cắm điện ống dương rút ra sạch. Nó đang trong ngày mai kia nó có hồ sơ gửi cho mình. Em gửi biên bản gửi hết cho nó rồi, nó chỉ ký thôi. Cái này biên bản nó làm hết cho nó mà. Đầy đủ hết rồi nó. Dạ. Biên bản rồi là tiếng em làm hết gửi. Có đầy đủ hết rồi, gửi hết cho nó rồi, nó chỉ ký thôi mà. Nó gửi lại cho mình là đủ. Em làm cái từ A đến Z thì nó không ký nữa, em nộp nó chích test luôn ấy. Phúc. Cái bát này đó,
Nhiều lắm á, gái nó xài được cái này được, nhưng ngày nó xài